Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube bán hàng trực tuyến của công ty Nội thất Sơn Đông. Kính thưa quý vị, hiện nay trên thị trường, những món nội thất được làm từ dòng gỗ tự nhiên cao cấp vẫn luôn luôn được rất nhiều khách hàng lựa chọn và mua dùng. Bởi những tính năng vô cùng nổi bật như chất lượng sử dụng rất là lâu bền, giá thành hợp lý và hơn hết, những món nội thất được làm từ gỗ tự nhiên luôn luôn mang cho mình một phong cách và giá trị về phong thủy to lớn. Và video clip ngày hôm nay đang được công ty Nội thất Sơn Đông chúng tôi trực tiếp tại showroom quận 7 ở 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để nhằm mang đến cho toàn thể quý khách thêm những sự lựa chọn mới và những dòng chất liệu mới. Công ty chúng tôi luôn không ngừng sáng tạo và thay đổi trong cách biến tấu các chất liệu gỗ cũng như cách chạm khác nhau. Và ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý khách thêm một bộ sản phẩm mới, đó chính là bộ bàn ghế truyện tranh được làm từ chất liệu gỗ hương đá cao cấp. Đây là một trong những sản phẩm vừa được sản xuất xong tại xưởng của chúng tôi và hiện nay đã được lên kệ và bán với mức giá niêm yết là 49.900.000 đồng. Và qua video clip này, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho toàn thể quý khách thêm những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho gia đình mình. Và bây giờ, xin mời toàn thể quý khách hãy cùng chúng tôi đi vào cụ thể từng chi tiết và các thông số kỹ thuật của bộ sản phẩm ngày hôm nay để cùng nhau lựa chọn được những bộ sản phẩm phù hợp nhất cho gia đình mình. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu sơ qua về chất liệu gỗ. Gỗ hương đá hiện nay đang là một trong những chất liệu được rất nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng bởi những đặc tính vô cùng nổi bật như chất liệu gỗ cứng chắc và nặng, khả năng chống mối mọt tự nhiên rất tốt và có giá trị sử dụng cực kỳ lâu bền. Quý vị và các bạn có thể mua một lần và sử dụng mãi mãi. Bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi gồm 6 món: một bàn lớn, một băng ghế dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn đầu và một đôn ngồi. Thiết kế với kiểu truyện tranh vô cùng độc đáo và lạ mắt. Phần trương của ghế đơn và ghế dài được chúng tôi chạm trổ biểu tượng voi, tương trợ rất tốt trong việc con cái và phúc phận gia đình. Đây là chi tiết chiếc băng dài của bộ sản phẩm. Với kích thước lớn vô cùng rộng rãi và thoải mái, phần tay được thiết kế với kiểu hộp và tựa lưng được chúng tôi làm dạng tấm, rất là kiên cố và vững chắc. Được chúng tôi chạm trổ các biểu tượng chim chóc rất là đẹp mắt và mềm mại. Nét chạm đẹp mang đến một bức tranh sống động và nhẹ nhàng. Phần gỗ chúng tôi lựa chọn ở đây rất là dày dặn và chắc chắn. Và đặc biệt, vân gỗ đẹp, xoáy, tạo nên sự đặc sắc cho tổng bộ sản phẩm ngày hôm nay. Đây là một trong những nét sắc sảo của vân gỗ hương đá. Cũng chính vì vậy mà dòng gỗ hương đá được rất nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng. Màu sắc hơi ngả đỏ, rất là đẹp mắt. Thiết kế đẹp cộng thêm chất liệu cao cấp. Đây xứng đáng là một trong những sản phẩm quý khách nên lựa chọn cho gia đình mình vào mùa Tết năm nay. Còn đây là chiếc bàn lớn trung tâm. Thiết kế kiểu khung tranh rất là độc đáo và trẻ trung. Cũng được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng từ phần vân gỗ. Và nguồn nguyên liệu đầu vào của chúng tôi được tẩm sấy cực kỳ kỹ càng để đảm bảo sự khô và hạn chế nứt nẻ trong quá trình quý khách sử dụng, nên tất cả quý khách có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình đến mua hàng và sử dụng tại công ty Nội thất Sơn Đông chúng tôi. Bàn với kích thước lớn kết hợp với việc thiết kế có hai hộp kéo hai bên rất tiện lợi, giúp quý khách đựng các vật dụng gia đình rất là gọn gàng và ngăn nắp. Còn đây là hai chiếc ghế đơn với diện tích rộng rãi và thoải mái, mang đến tư thế ngồi cân đối nhất cho mỗi khách hàng. Cũng có thiết kế tương quan với chiếc băng ghế dài. Hai phần tay được chúng tôi thiết kế kiểu tay hộp rất là độc đáo và lạ mắt. Phần trương cũng được chạm voi và các hình ảnh chim rất đẹp mắt và thu hút. Tất cả các chi tiết vân gỗ đều được chúng tôi tuyển chọn rất là kỹ càng. Tôi sẽ quay cận cảnh hơn để quý khách chiêm ngưỡng từng nét đặc sắc về chất liệu vân gỗ cũng như cách đục chạm tạo hình sản phẩm. Và cam kết
tất cả các bề mặt của sản phẩm này không hề có một chút tì vết, không có thẹo gỗ hoặc mắt cây. Quý vị và các bạn, để kiểm chứng được độ chính xác của sản phẩm thì có thể đến tại cửa hàng Nội thất Sơn Đông quận 7 để trực tiếp xem và mua hàng. Còn đây là chiếc bàn đầu hiện nay đang được chúng tôi trang trí với bộ tượng tam đa gỗ mun. Các vật phẩm trang trí cũng được chúng tôi update thường xuyên lên trang web noithatsondong.com, nên quý vị và các bạn có thể truy cập vào website chính thức của công ty để tìm hiểu và mua sắm cho gia đình mình những món nội thất thật phù hợp. Và bàn nách cũng được chúng tôi thiết kế có thêm ngăn kéo tương quan với cả bàn lớn của sản phẩm. Và cuối cùng là chi tiết chiếc đôn ngồi có thiết kế vuông 40, rất là đẹp mắt và cân đối. Tôi sẽ quay ở từng góc độ để quý vị và các bạn có thể nhìn ngắm được sự độc đáo và nét đẹp riêng của mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Và sau khi xem video clip này, quý vị và các bạn có những thắc mắc hoặc các vấn đề cần về hỏi về thông tin kích thước của sản phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0912 881 645 để được tư vấn và giải đáp về các thông tin. Và với những chia sẻ vừa rồi, chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn đã có thể nhìn nhận được nét độc đáo cũng như phong cách thiết kế mới của công ty Nội thất Sơn Đông chúng tôi. Và hiện tại sản phẩm đang được trưng bày tại Sơn Đông quận 7 ở 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có nhu cầu xem và mua hàng có thể đến trực tiếp tại địa chỉ trên hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 0912 881 645 gặp Thành để được tư vấn và thông tin thêm các sản phẩm. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi video clip ngày hôm nay của công ty chúng tôi. Quý vị nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video sắp tới mà chúng tôi sẽ gửi đến toàn thể quý khách. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video clip sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.